Hi, chào tất cả mọi người và chào tất cả các bạn. Đây là con đường làng quê ở một vùng nông thôn nước Mỹ này mấy bạn. Mình quay cho mấy bạn coi cảnh quê, cảnh ở quê, nhà thưa thớt. Lâu lâu mới có một cái chiếc xe nó chạy ngang qua. Khu vực đây là đa số người ta nuôi bò đồ mấy bạn. Quê mới nuôi được 4 ghẹ vậy chứ. Ở trong thành phố làm gì có. Thank you.
coi đầu tiên.